Thưa quý vị, thưa các bạn, vào ngày 30 tháng 6 năm 1966, chương trình phát thanh tiếng Indonesia của Ban Đối ngoại Đài Tiếng Nói Việt Nam lần đầu tiên được phát sóng. Sau hơn 50 năm thành lập và phát triển, đến nay chương trình phát thanh tiếng Indonesia của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã trở thành một kênh thông tin thiết yếu quan trọng và là cầu nối truyền tải những thông tin nhanh nhạy, đặc sắc nhất về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam tới các khán thính giả tại Indonesia. Với nội dung phong phú gần gũi, cùng sự tương tác thường xuyên giữa những phát thanh viên tiếng Indonesia và thính giả, các câu lạc bộ nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Indonesia đã được ra đời. Hơn 5.000 thính giả trên toàn Indonesia là một con số rất ấn tượng và là niềm tự hào của những người làm công tác phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Để hiểu rõ hơn về những đóng góp của những người làm phát thanh, hiểu hơn về tình cảm của khán thính giả Indonesia với Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây. Đối với ông Herbert Sunu Budiharjo, thuộc câu lạc bộ nghe đài ALC ngoại ô thành phố Jakarta, đảo Java, Indonesia, trong suốt hơn 30 năm qua, lắng nghe những chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam vào mỗi buổi sáng sớm cùng chiếc radio cũ đã trở thành một thói quen. Từ những chương trình phát thanh tiếng Indonesia của Đài Tiếng Nói Việt Nam, cảm nhận của ông về đất nước và con người Việt Nam mỗi lần một khác. Việc nghe đài VOV là thói quen của tôi trong suốt 30 năm qua. Nghe đài tiếng nói Việt Nam, tôi quan tâm đầu tiên tới các chương trình thời sự để nắm bắt được tình hình của Việt Nam và thế giới. Một phần khác đó là những chương trình về đời sống văn hóa của Việt Nam. Đặc biệt, một điểm nữa ở đài tiếng nói Việt Nam mà tôi rất thích đó là các phát thanh viên của đài tiếng nói Việt Nam phục vụ thính giả rất tốt. Mỗi khi chúng tôi viết thư cho đài thì đều được trả lời một cách rất nhanh chóng và nhiệt tình. Ngược về quá khứ, năm 1959, hai cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno đã để lại dấu mốc vô cùng quan trọng, đặt nền móng cho tình hữu nghị gắn bó hai dân tộc Việt Nam-Indonesia. Và tình bạn vô cùng đẹp đẽ trong sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno. 60 năm trôi qua, cho dù hai nước đều trải qua những thăng trầm của lịch sử, nhưng đất nước Việt Nam và con cháu Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đón nhận được những tình cảm chân thành, tốt đẹp của nhân dân Indonesia. Quan hệ hai nước đã được mở ra trên các lĩnh vực, tiếp nối, gìn giữ và lan tỏa mối quan hệ đó. Chính là làn sóng phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam bằng tiếng Indonesia được bắt đầu từ ngày 30 tháng 6 năm 1966. Họ nghe đài tiếng nói Việt Nam ấy, trước hết là xuất phát từ tình cảm của họ, xuất phát từ những dư âm rất là tốt đẹp của cái chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Indonesia năm 1959 và cái chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Sukarno đến Việt Nam cùng năm 1959. Đây là những cái chính vì cái sự kiện lớn như thế nó gây một cái tác động rất là tích cực, rất là sâu sắc trong lòng người dân của Indonesia. Đã có rất nhiều thế hệ phóng viên, biên tập viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam tâm huyết và dành nhiều tình cảm cho chương trình Tiếng Indonesia. Nói về chuyên môn chưa đủ, mà từ tình yêu nghề và tình cảm sâu nặng với đất nước và con người Indonesia đã giúp họ có được điều phi thường là cầu nối không ngừng nghỉ cho những quan hệ quá khứ, hiện tại và tương lai. Bà Trương Thị Tú Thủy, cán bộ ban đối ngoại của Đài Tiếng Nói Việt Nam là một người như vậy. Thông thạo tiếng Indonesia như tiếng mẹ đẻ, bà đã có mặt phiên dịch ở nhiều cuộc gặp gỡ lãnh đạo cấp cao hai nước, truyền tải những thông điệp về sự nhân văn, nhân ái vốn là hồn cốt của dân tộc Việt Nam. Rời khỏi công việc vốn dành cho các cuộc gặp gỡ cấp cao, bà Thủy lại trở về với lớp học dạy tiếng Việt cho người Indonesia. Từ những việc làm cần mẫn của bà, số người yêu thích chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã tăng dần lên. Và kết quả là một số câu lạc bộ người yêu Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Indonesia đã ra đời. Trong suốt 34 năm, từ khi vào đài và cho đến lúc nghỉ hưu cũng như sau lúc nghỉ hưu, cái ấn tượng mà làm cho tôi cảm thấy xúc động nhưng cũng đầy tự hào đó là chúng tôi thường xuyên có thính giả rất là trung thành.
Và một trong những cái thính giả mà tôi cảm thấy để lại cho tôi ấn tượng nhiều nhất chính là ông Subianto. Năm nay ông đã gần 94 tuổi, sống ở ngoại ô Jakarta. Và ông là một cái thính giả để cho tôi cảm thấy có nhiều cái nguồn cảm hứng và tăng cho tôi cái động lực để có thể tiếp tục cái công tác thư thính giả. Với Indonesia thì tôi cũng phải chia sẻ thêm là họ có tới những 5.000 thính giả trên khắp Indonesia. Và cái số lớn là nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cho nên là khi mà ông đến thăm chống gậy và đi những bước chậm chạp đến thăm thì quả thật đối với tôi cũng không có gì. Và nói đến điều này là tôi sẽ rất muốn khóc. Bởi vì khóc thực sự từ trái tim mình. Là một phát thanh viên xuất hiện ở đâu, thính giả đến đó, thì đấy là niềm tự hào lớn nhất của một phát thanh viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Việc Đài Tiếng Nói Việt Nam quyết định thành lập văn phòng thường trú tại Indonesia đã cho thấy sự gắn kết thính giả trong và ngoài nước với người yêu Đài Tiếng Nói Việt Nam là chất kết nối không thể thiếu. Có thể nói, những chương trình phát thanh tiếng Indo cũng như những người phát thanh viên cần mẫn, họ đã góp phần nối dài cánh sóng, lan tỏa thông tin bổ ích cần thiết về Việt Nam cũng như về Indonesia, góp phần cùng các cơ quan báo chí khác của hai nước thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia. Điều này cũng đáp ứng tình cảm của hàng nghìn khán thính giả yêu đài tại đất nước Indonesia xa xôi. Việc mà Đài Tiếng Nói Việt Nam mở cơ quan thường trú tại Indonesia thì nó có mấy cái lý do sau đây. Thứ nhất là xuất phát từ cái mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước từ lâu đời rồi. Thứ hai nữa là từ cái việc đặt cơ quan thường trú ấy, thì chúng ta tiếp tục một cái công việc mà đài ta đã thực hiện từ rất nhiều năm, là làm cho cái mối quan hệ giữa Việt Nam và Indonesia góp phần đưa lên một tầm cao mới. Đài Tiếng Nói Việt Nam phủ sóng nhiều nước trên thế giới, trong đó có Indonesia. Chặng đường gần 80 năm thành lập và phát triển, Đài Tiếng Nói Việt Nam luôn có sự hiện diện của các thính giả trung thành, trong đó có các thính giả Indonesia. Tôi tự hào là một phần của đại gia đình Việt Nam. Không có ở đâu mà tình hữu nghị có được, chỉ nhờ vào việc nghe đài phát thanh. Lời bộc bạch chân thành của một thành viên trong câu lạc bộ nghe đài Tiếng Nói Việt Nam tại Indonesia đã cho thấy một điều, không có thính giả chắc chắn sẽ không có các đài phát thanh. Bởi đây chính là nguồn cổ vũ lớn lao, là sự tự hào và minh chứng cho những nỗ lực của những người làm công tác phát thanh Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Việt Nam và Thế giới ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!